Tối ngày 21 tháng 8, Công an huyện Nhân Trạch, Đồng Nai cho hay đang tạm giữ một thanh niên nghi ngáo đá, lấy trộm chiếc ô tô, rồi tông vào xe cảnh sát khi bị truy đuổi. Khoảng 17:50 cùng ngày, đội công an khu công nghiệp Nhân Trạch nhận tin báo của người dân về một thanh niên trộm chiếc ô tô màu trắng chạy từ huyện Long Thành hướng về huyện Nhân Trạch. Ngay sau đó, đội công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng chốt chặn vây bắt. Đến khoảng 18 giờ, lực lượng công an phát hiện chiếc ô tô bị mất trộm chạy từ đường Lý Thái Tổ rẽ vào đường Trần Phú hướng vào khu công nghiệp Nhân Trạch để tổ chức truy đuổi. Đến đường Hùng Vương, đoạn thuộc khu phố Phước Lai, thị trấn Hiệp Phước, nghi can lấy xe tông vào hai mô tô của lực lượng công an đang chốt chặn trên đường. Với sự hỗ trợ của người dân, lực lượng công an huyện Nhân Trạch đã bắt chặn nam thanh niên. Cùng tang vật đưa về trụ sở để xử lý. Bước đầu xác định nghi can thực hiện vụ trộm trong tình trạng ngáo đá.